Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu số 41 cho một cổ vật hình trụ có chiều cao đo được là 81 cm do bị hư hại nên khi tiến hành đo đạc lại thu được AB 50 cm, BC 70 cm, CA 80 cm với ABC thuộc đường tròn nắp trên như hình vẽ. Câu hỏi: thể tích khối cổ vật ban đầu gần nhất với số nào sau đây? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái hình phía trên này. Chúng ta có hình tròn và 3 điểm ABC thuộc đường tròn. Chúng ta biết tam giác ABC thuộc đường tròn. Như vậy, hình tròn này chính là hình tròn ngoại tiếp. Và chúng ta sẽ có công thức là diện tích của tam giác ABC chính là A nhân B nhân C chia cho 4R. R lớn này chính là R của hình tròn ngoại tiếp. Và công thức thứ hai, S bằng căn bậc 2 của B nhỏ nhân với lại B trừ A nhân với lại B trừ B nhân với lại B trừ C. Chúng ta biết hai cái này phải bằng nhau vì đây là công thức tính diện tích của tam giác. Bây giờ chúng ta muốn tính R lớn. Như vậy, chúng ta đẩy cục này qua đây. Bây giờ đẩy cục R sang bên phải, cục căn bậc 2 sang bên trái. Và chúng ta sẽ có là R lớn bằng ABC chia cho 4 nhân với lại căn bậc này. Bây giờ chúng ta biết B chính là A cộng B cộng C chia cho 2. Bây giờ chúng ta có ABC nằm đây nè. Bây giờ thế số vô tất cả. Và chúng ta có R sẽ bằng 40.41. Sau khi chúng ta có R, chúng ta sẽ tính được thể tích. Như vậy R chính là 40.41. Nhưng pi nhân với là chiều cao chính là 81 để đã cho. Sau khi chúng ta có số rồi. Và chúng ta sẽ ra kết quả là 415.539.7 cm khối 8 cm khối. Và chúng ta làm tròn nó lên chính là 0.42 mét khối. Như vậy, đáp án chúng ta cần phải chọn chính là câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.